VNSide kính chào quý vị các bạn. Để tiếp tục chia sẻ tập tiếp theo, Chiếc Ống Kính Bây Giờ là một tác phẩm của anh Tuấn Thầy Chùa. Tên tác phẩm là Khuất Kỷ Cầu Thân quý vị ạ. Số điện thoại 0965 292999. Anh về từ Hà Nội. Một cái tác phẩm rất quý của nhà vườn anh Tuấn đã có mặt tại sân chơi Ninh Bình 2022. Mời quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng với góc quay của video bonsai. Đầu tiên bonsai cũng gửi một vòng chân bệ cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Sau đó bonsai đưa về cái tổng thể của thân, tay, cành, chi răm cho quý vị tiện theo dõi hơn. Đây là bệ đây quý vị. Còn thân pháp đây quý vị này. Thân pháp đây quý vị. Tuyệt vời không ạ? Thân đẩy nu chun chuẩn, da vàng óng. Thật sự bèo xài xem bên đâu nổi gai người đến đấy. Cảm giác thật sung sướng khi được đứng nhìn tác phẩm quý đang có mặt tại triển lãm Ninh Bình 2022. Các bạn cứ xem đến đâu sẽ giật mình đến đấy. Còn rất nhiều tác phẩm đẹp mà VNSide chưa đưa lên được. Quý vị hãy cố gắng đừng bỏ qua một tập nào cả. Vì mỗi tập, mỗi tác phẩm có một cái đẹp riêng, không cái nào giống cái nào cả. Thế mới gọi là sân triển lãm đúng không ạ? Đã là triển lãm thì có nhiều tác phẩm. Nhiều tác phẩm thì phải có nhiều dáng thế, nhiều chất liệu và nhiều người nghệ nhân làm ra tác phẩm đó, để đến đây chúng ta được chiêm ngưỡng một cái vẻ đẹp tinh túy của vừa thiên nhiên ban tặng, vừa do nghệ nhân ban tặng và làm lâu năm để lại cho chúng ta chiêm ngưỡng. Đây là tổng bóng của tác phẩm Khuất Kỷ Cầu Thân, chủ nhân anh Tuấn Thầy Chùa, hay em gọi là bây giờ có Facebook là Tuấn Phương ấy quý vị. Cây này video trước quay ở trên nhà vườn của anh thì được chú nghệ nhân Phung Hoặc chia sẻ lại, chú cũng tham gia để cắt tỉa lỏng chi cành, kéo và bỏ rất nhiều bông, nó mới được thoáng đẹp đến như ngày hôm nay. Mặt nào cũng đẹp quý vị ạ. Mặt này thì nhìn được cành rơi bên kia. Đấy. Còn mặt kia thì được cái cành hoành là phóng rất là đẹp và có cái tay chấn đằng sau cành hoành này. Rất là yêu. Bộ bông tàn rất là phê quý vị. Mát. VNSide sẽ đến gần về phần thân của mặt này cho quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng. Rất nhiều điểm khó trong tác phẩm này quý vị. Ví dụ như là một cái khỉu của cái tay này nó chạy quý vị. Bắt đầu xuất phát từ dưới này, một cành hoành văng ra và đưa lên một thân chạy cành này nữa. Và có cái khỉu rất khó đó quý vị này. Này đúng là thiên nhiên ban tặng cho chúng ta rồi, chứ không nghệ nhân nào nghĩ ra làm được điều này cả. Vòng đây chạy, đây là một điểm hóa của cây. Mời quý vị các bạn sang tác phẩm bên cạnh để VNSide chia sẻ với quý vị. Tiếp tục chia sẻ với quý vị một tác phẩm nữa cũng của anh Tuấn Thầy Chùa. Anh tên là Xuân Thu quý vị ạ. Số điện thoại 0965 292999. Xuân Thu. Anh cũng rất kỳ công và khắc chữ lên đá. Rất là đẹp quý vị. Đây là bộ bệ đây quý vị ơi. Trước mọi người hay gọi là máy khâu quý vị ạ. Ở trên sân của anh là hay gọi là tác phẩm máy khâu.
và nỗi thật nục nạc. Càng ngắm càng yêu tác phẩm lục lực đương đại thần pháp là tiểu ý này. Này nhìn cũng rất yêu quý vị. Thân bên này cũng cực kỳ là nu cục. Quý vị nhìn đây ạ. Thân nu cục. Nhìn rất nạc đúng không quý vị? Nạc thế rồi chứ. Cái này giờ chỉ việc chơi thôi. Chỉ việc về tưới và cắt răm thôi quý vị ạ. Đôi khi theo cảm nhận của VLSai. Chào em Cường Chọc nhá. Chào ban tổ chức. Anh đang chia sẻ tác phẩm này của anh Tuấn Thầy Chùa Xuân Thu. Một những tác phẩm được cắt giật rất kỹ cậu nhỉ? Rất là đẹp. Đang bảo chia sẻ dở với quý vị là cảm nhận của mình đôi khi cố gắng thì mua lên một cây chơi chất hẳn nhỉ. Còn anh em tất nhiên là vài cây ở vườn mình có rồi. Cố gắng thôi đúng không? 10-15 tác phẩm. Thôi, xin 1-2 cây ở vườn là được rồi. Đúng không ạ? Thật sự. Vì khi mà quay ở triển lãm này, chính anh ấy Cường ạ, giật mình. Vì khi được ngắm từng tác phẩm như này, mới thấy những cái tinh túy của nền cây cảnh nước nhà mình. Rất rất nhiều tác phẩm đẹp. Đấy là còn rất nhiều nhà vườn chưa mang đi đấy. Đúng không em? Thôi. Nhưng mà anh nói Cường nghe thế này nhá. Anh may mắn hơn em một chỗ là anh làm truyền thông nên anh được quay từng cây một, không khác gì đang đi ngắm từng cây cả ạ. Đấy, từ hôm đấy đến giờ đấy, anh ngắm từng cây một đấy cả. Ngắm kỹ chứ. Ngắm kỹ, à, đúng không? Mà được bình nữa chứ, sướng không? Vậy nên là theo anh từ mai em nên đi cùng anh, chúng ta cùng ngắm. Đúng không nào? Cường sang ngắm lại tác phẩm Khuất Kỳ Cầu Thân của anh Tuấn Thầy Chùa nữa. Anh vừa chia sẻ lúc nãy rồi, nên có em đây ra thì anh lại mượn em cái phông đứng đây tí để anh quay cái độ to của cây. Em kéo cái biển cái xuống tí cả cho nó thẳng xuống, gió nó bay ấy. Rồi đứng đây Cường ơi, lấy cả 2 cây cho anh. Ok, cảm ơn em rất nhiều, đến rất đúng lúc để làm cho anh cái nền. Cảm ơn quý vị rất nhiều nhá. VLSai xin dừng đây để chuyển sang video tiếp theo.